Thưa quý vị và các bạn, sau các vòng đàm phán chính thức cấp trưởng đoàn và cấp chuyên viên được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam và thủ đô Viêng Chăn của Lào, trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và xây dựng, mới đây dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Samvat Len Savat, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Biên giới Việt-Lào. Hiệp định Thương mại Biên giới Việt-Lào gồm 23 điều quy định hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới, phát triển chợ biên giới, hoạt động dịch vụ, hỗ trợ thương mại biên giới và thuận lợi hóa thương mại tại cửa khẩu. Thống nhất xác định các cửa khẩu biên giới đất liền được mở rộng hoạt động thương mại biên giới, quy định về thanh toán trong thương mại biên giới, kiểm soát việc mang tiền mặt qua biên giới, cũng như quản lý xuất nhập cảnh, quản lý phương tiện vận tải, kiểm dịch, kiểm tra hàng hóa trong thương mại biên giới Việt-Lào. Theo quy định này, thuế suất thuế nhập khẩu cho các hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam và Lào là 0%, ưu đãi 0% thuế nhập và thuế giá trị gia tăng, cũng như miễn các hàng rào kỹ thuật đối với một số mặt hàng do các nhà đầu tư Việt Nam sản xuất, nuôi trồng tại các tỉnh biên giới của Lào khi nhập khẩu về Việt Nam, v.v. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Đặc biệt trong năm 2015, quan hệ hai nước đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. Việc hai nước ký kết hiệp định thương mại biên giới Việt Nam-Lào hôm nay, ngoài tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động giao thương qua cửa khẩu biên giới giữa hai nước, sẽ tạo sự thống nhất để giải quyết một số vấn đề trong hoạt động thương mại biên giới, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh biên giới. Đồng thời, hiệp định này sẽ thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại đạt mục tiêu 2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015 như lãnh đạo hai nước chúng ta đã đề ra. Phó Thủ tướng Lào Son Savat Len Savat, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào-Việt, cũng nêu rõ hiệp định này là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vì qua 40 năm nay, hai nước chưa có hiệp định thương mại biên giới. Điều này góp phần tăng cường mối quan hệ thương mại hai nước. Gần 40 năm từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thành lập đến nay, quan hệ thương mại biên giới giữa hai nước ngày càng được phát triển nhưng mà chưa có hiệp định. Cho nên cái hôm nay có lễ ký kết như thế có ý nghĩa lịch sử trọng đại, là đồng thời sẽ góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước. Theo hai bộ chính trị đã thỏa thuận là năm 2015 phải đạt 2 tỷ đô la, đến năm 2020 phải đạt 5 tỷ. Cho nên tôi thấy là việc ký kết cái hiệp định thương mại biên giới này là sẽ góp phần rất to lớn và bảo vệ việc thực hiện thỏa thuận giữa hai bộ chính trị và hai chính phủ. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ hai nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thay mặt Bộ Công Thương hai nước khẳng định việc ký kết hiệp định là quan trọng nhưng việc thực thi hiệp định lại còn quan trọng hơn. Bộ Công Thương sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của hai phó thủ tướng trong quá trình thực hiện triển khai. Theo đó, các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, thực hiện thống nhất, nhất quán và có hiệu quả. Trong quá trình thực thi hiệp định, chúng tôi sẽ luôn luôn duy trì cái chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo thường xuyên của hai đồng chí phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo hợp tác kinh tế giữa hai nước. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan của hai bên, ngay sau khi hiệp định được ký kết, sẽ triển khai cái việc phổ biến các cái nội dung của hiệp định đối với các bộ, các ngành, đặc biệt là đối với nhân dân của các địa phương có liên quan, để làm sao nhân dân hiểu, ủng hộ và cũng tham gia thực hiện có hiệu quả hiệp định này. Nhân dịp lễ ký kết Hiệp định Thương mại Biên giới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Lào Son Savat Len Savat đã trao huân chương, huy chương cao quý của hai nước cho các cá nhân thuộc Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Trong những năm qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Lào đã thu hút được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước Việt Nam và Lào đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2% so với năm 2013, và 6 tháng đầu năm 2015, con số này đã đạt 686 triệu đô la Mỹ. Với hiệp định thương mại biên giới vừa được ký kết sẽ hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cả hai nước, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào, cũng như việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và hội nhập khu vực ASEAN tiểu vùng sông Mekong mở rộng GMS.